Chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với kênh YouTube của Yamaha Trung Tá. Thưa các bạn, một chiếc xe được mệnh danh là đối thủ của Suzuki, một cái tên gọi rất là thân thương. Và chiếc xe này khi mà chúng ta mua về thì một số anh em vì quá đam mê và đã nói dối vợ rằng là mua một chiếc Sirius, nhưng mà giá cao thì âm thầm chịu đựng bởi vì quá đam mê. Thưa các bạn, chính là chiếc xe Yamaha 125ZR, một chiếc xe hai thì huyền thoại và có thể nói là chúng ta rất là dễ bị thuốc bởi vì cái âm thanh cũng như là cái mùi khói, phải đặc biệt đó là cái mùi khói của ống xả chiếc xe nó nhả ra. Nhiều lúc đi trên đường thì chúng ta có thể hít lấy hít để bởi vì cái mùi thơm của nó. Mùi thơm của nó được cấu tạo bởi những cái nhớt pha lẫn với vị xăng không thể nào tả được, đó là đam mê. Và cái âm thanh của ống bô của nó kêu lên thì nó đặc trưng hoàn toàn của một chiếc xe hai thì rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cũng như là đánh giá sơ bộ về chiếc xe Yamaha 125ZR. Và phiên bản này thì các bạn quá biết là nó sở hữu một khối động cơ 124,3 phân khối 17 mã lực, quá kinh hoàng. Và có thể là những chiếc xe như là Exciter hay Winner thì ao ước có một cái khối động cơ như vậy và một cái sức mạnh như vậy, khả năng tăng tốc như vậy. Nó sở hữu đến hộp số 6 cấp cồn tay, rất là tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thưa các bạn, ở phiên bản mới thì trái tim của Yamaha 125ZR vẫn là khối động cơ 2 kỳ xi lanh đơn làm mát bằng gió và dung tích 124,3 phân khối. Động cơ tạo ra công suất tối đa 17 mã lực và mô men xoắn cực đại đó là 16,1 Nm tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, và đồng thời kết hợp với hộp số 6 cấp cồn tay. Và bên cạnh đó thì dòng 125ZR này tại thị trường Malaysia còn được trang bị phanh đĩa đơn trên cả hai bánh, bình xăng có dung tích là 5,5 lít. Và bản thân những cái dòng xe này thì anh em chúng ta cũng quá biết là ở những thị trường như là Malaysia hay là Indonesia thì rất được ưa chuộng. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì do tiêu chuẩn Euro 3 cho nên những dòng xe như thế này sẽ rất là khó và cực kỳ khó để mà sở hữu. Hầu như những người có tiền chưa chắc đã mua được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cận cảnh chiếc xe xem có điều gì lý thú để cùng trải nghiệm cũng như khám phá nó. Nói đến hai thì chúng ta nói đến đam mê, và cái đam mê không thể nào gọi là tạm ngừng được. Đầu tiên thì hãy quan sát phần đầu của chiếc xe với thiết kế nó rất là gọn gàng và rất là tinh xảo. Có thể thấy nếu như mà chạy lướt qua không nghe tiếng nổ hay là không nghe cái âm thanh của chiếc xe thì đôi khi các bạn sẽ nhầm tưởng đây là chiếc xe Sirius chạy ngang qua. Nhưng thực tế để sở hữu một chiếc xe này thì số tiền lên tới hàng trăm triệu, rất là khó để có thể nhập về. Còn nếu như các bạn mua những cái loại mà không rõ nguồn gốc thì cũng đã gần cả trăm triệu đồng một chiếc xe, rất là khó. Đầu tiên thì hãy quan sát phần đầu, vẫn là một cụm đèn bằng halogen ở hai bên, đó là đèn xi nhan, cũng là bóng đèn sợi đốt, không có gì. Phía trên sẽ được ốp một chiếc mũ màu đen trên tổng quan của một cái nền màu vàng, nó rất là đẹp và nó tạo cái điểm nhấn rất là mạnh mẽ cho chiếc xe 125ZR. Nhìn xuống bên dưới, hãy quan sát một cái thiết kế phải nói là thon gọn và không mất lòng ai cả. Thực sự ra nếu như mà dòng này mà có mặt tại Việt Nam là được bán chính hãng, và nếu như chúng ta đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 chẳng hạn thì có lẽ anh em sẽ rất là thích. Mấy cái này đi bão thì tuyệt vời luôn, tiếng kêu phải nói là đặc trưng. Ở phía dưới phần yếm thì ở đây sẽ là một cái logo Yamaha, ở trong này ẩn là một cái còi đây, tiếng còi là nó sẽ phát ra từ đây. Đây sẽ là một cái khoang và có miếng nhựa màu đen, trên tổng thể là một cái tông màu vàng, một màu sắc phải gọi là được anh em Malaysia cũng như Indonesia rất là ưa chuộng. Phía bên này một dòng tem 125ZR. Và hãy quan sát phần phía bên dưới, đó chính là rè trước. Rè trước được thiết kế nó không kiểu trơn tuột như những dòng xe tại Việt Nam chúng ta, mà nó kiểu có một cái mấp mô lên và nhìn sơ bộ thì giống như một cái mồm của con diều hâu, khá ấn tượng. Xuống đấy, bộ phuộc rất là tuyệt vời, hầu như là nó đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên của một dòng xe. Và lốp trước có kích thước là 70-90, kích cỡ vành là 17. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là chiếc vành được
cấu tạo bằng 6 chấu. Bên này là phanh đĩa, cụm phanh, chơi 2 piston. Đấy, cảm giác rất là sướng các bạn. Nhìn đúng dòng xe, phải gọi là anh em đi bão thì tuyệt vời luôn. Đi là nghe tiếng kêu của nó là đúng mê. Rồi, phần trước của chiếc xe là như vậy. Phần phía bên tay trái của các bạn, hãy quan sát phía bên cụm nhựa. Hầu như là thiết kế theo từng mảng và chúng ta tháo lắp từng mảng ra để có thể thay thế các thứ. Ở phía dưới này sẽ có dòng chữ Super Sport. Đây. Hầu như là không cần phải màu mè gia vị gì nhiều, nhưng mà nó vẫn luôn là điểm nhấn. Khối động cơ đây, khối động cơ 124,3cc. Và hầu như mình thấy một cái thiết kế nó cực kỳ bắt mắt, cảm giác nó giống như là nó hút cái nhìn của mình. Rất khó mua và nó rất là hiếm. Hầu như là nếu như chạy chiếc xe ngoài đường thì nhiều em gái xinh chưa chắc đã quý bằng chiếc xe SH chẳng hạn. Những dòng xe tay ga sang, hoặc là có thể là không thích bằng những dòng xe như Exciter. Đấy, đại loại như vậy. Nhưng cái giá trị mà để sở hữu được một chiếc xe này nó rất là cao, rất là nhiều tiền. Và cái cách chơi nó cũng là khá khó. Đây, ở phía bên này thì các bạn sẽ thấy cần số. Và cái để chân cho người ngồi trước thì có thể gập được. Đấy, ôm vỉa, ôm viếc các kiểu. Để chân và chân trống. Rồi, quan sát ra phía sau, phần lốp sau cũng như xích nhông dĩa phía sau. Khá đẹp. Kích cỡ của lốp sau đó là 80-90, cũng là kích cỡ vành là 17, cũng là 6 chấu và phanh sau cũng là phanh đĩa. Nó để xích trần như thế này cho nên là nó sẽ có cái tính thể thao, nhưng mà yếu điểm của nó sẽ bắn bẩn. Và cái hệ thống xích này chúng ta luôn phải bảo trì, cũng như là phải luôn chui rửa liên tục, không thôi nó sẽ bẩn và nhanh mòn. Rồi, tiếp theo hãy quan sát phần đuôi xe. Phần tay xách của xe sẽ có một cái dãy đèn ở phía trên. Chúng ta sẽ xem cái phần đèn nào. Đây, mình sẽ đặt phanh. Đấy, đèn hậu của nó là sử dụng đèn halogen và đèn sợi đốt. Hai cái xi nhan, mình sẽ bật đèn xi nhan cho các bạn cùng xem luôn. Đấy, và phía trên sẽ là một cái chuỗi đèn LED ở ngay tay xách luôn. Khá là ấn tượng. Không phải là khá ấn tượng mà là rất là ấn tượng. Thiết kế rất là mạnh mẽ và có một cái điều gì đó là Sirius có thể là thừa hưởng cái thiết kế từ chính cái dòng xe Z125ZR này. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái phần chắn bùn. Nó thiết kế sâu vào bên trong và giúp cho cái công việc mà chúng ta chạy trên đường thì nó sẽ đỡ bắn bẩn. Rồi, xuống một tí xíu nữa sẽ thấy cái cụm phanh đĩa phía sau với 2 piston. Quá tuyệt vời, không thể nào bàn cãi gì được. Một dòng xe được gọi là huyền thoại và anh em rất là yêu quý. Rồi, bây giờ thì đó là cái ống xả của xe, nơi phát ra những cái âm thanh phải gọi là nó rất là phấn khích, nó cực kỳ là ấn tượng. Cấu tạo bởi cái một ống bô như thế này và một cái thiết kế có một cái vòi phía bên ngoài này. Và cái tiếng kêu của nó thì tí nữa chúng ta sẽ bật xe lên trải nghiệm nó. Họng bô là lon bô là các thứ gì, nó cấu tạo khác hẳn so với những dòng xe 4 thì khác. Tấm chắn nóng trước và sau, để chân phía sau. Rồi, phần phanh. Và xe này chắc chắn là không có đề bằng nút đề được, mà chúng ta phải đạp nha các bạn. Đấy, hãy quan sát phần máy. Rồi lên một tí xíu chúng ta sẽ quan sát cụm điều khiển và phần đồng hồ. Ở bên tay trái của các bạn thì sẽ thấy cái công tắc bật pha cốt và công tắc xi nhan. Cụm công tắc khá là đơn giản và tiếng còi. Đây là le gió. Đối với những chiếc xe 2 thì các bạn lưu ý chúng ta có thể buổi sáng nên kéo le gió lên một tí xíu và đạp khởi động. Hoặc là trời lạnh thì chúng ta phải đạp khởi động nó cho nó ấm người lên đã. Sau đó thì hãy khởi động nó. Rất là đơn giản. Còn phía bên này thì các bạn sẽ thấy một cái điều trống trơn, nó không có gì.
cụm bật tắt đèn cũng không có luôn, bởi vì xe này nhập khẩu cho nên là đèn hầu như sáng 24/24. Thì về Việt Nam chúng ta thông minh hơn, chúng ta sẽ chế thêm một cái công tắc bật đèn pha, đỡ phải làm phiền người khác. Không có nút đề nha, sẽ thấy này. Rồi, cụm đồng hồ. Thiết kế nó rất là cân xứng. Một bên là hiển thị km/h và một bên đó là hiển thị số vòng tua máy. Ở đây sẽ hiển thị mức xăng ở trong bình xăng. Về mo top là báo số 6. Tiếp theo đó là cái báo xi nhan này, tình trạng dầu máy này, đèn pha. Và xuống dưới này thì sẽ quan sát tiếp, đó chính là cái ổ khóa của xe cũng với chức năng cơ bản thôi. Bật mở khóa điện và khóa cổ. Rồi, để xem ở phía dưới phần yên thì các bạn sẽ thấy cái cấu tạo của một chiếc xe hai thì sẽ như thế nào. Ngày xưa thì có thể là cái xăng pha nhất các kiểu, các thứ, nhưng mà bây giờ thì hầu như là những chiếc xe này thì các bạn dùng xăng A95. Vị trí đổ xăng này, và có thêm một vị trí nữa, đó chính là vị trí đổ dầu nhớt vào đây, nó là xăng pha nhớt. Và nếu quẹt vào đây một tí xíu thì nó thơm lắm các bạn, mùi rất là thơm. Nó thơm, và hầu như chủ nhân của chiếc xe sẽ cho người khác hít khói bằng cách là dùng cái dầu nhớt loại gì có mùi thơm, kiểu như là mùi xì gà các thứ, rồi cà phê, anh em ở sau hít lấy hít để. Đấy, cái sở thích của xe hai thì nó như vậy. Và cái quá trình trải nghiệm của nó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và xem chiếc xe vận hành như thế nào mà nó tạo nên một cái sự đam mê cũng như tiếng nổ. Bây giờ thì là như vậy, và mình đầu tiên thì mình sẽ nổ máy để cho các bạn cùng lắng nghe cái âm thanh. Đề máy lên. Xe này không có đề đâu nha, chỉ phải có đạp thôi. Đấy, hãy lắng nghe những tiếng nổ đầu tiên. Đấy. Thơm, thơm lắm. Cái mùi khói của nó rất là gây nghiện. Thơm, nó không như là những cái mùi khói mà chúng ta đang thấy những chiếc xe khác muốn đi. Đấy, âm thanh của nó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chạy thử chiếc xe để xem cái khả năng vận hành của nó như thế nào nha các bạn. Phải nói là tuyệt vời, rất là phấn khích nếu như trải nghiệm nó. Ok, lên đường thôi. Các bạn đừng quên đăng ký, subscribe kênh YouTube của Yamaha Trung Tá để đón xem video clip và bây giờ đi thôi. Ok, lên xe và đi thôi. Bật khóa, đề máy. Quá đã luôn. Rồi, vào số 1 nào. Bởi vì bây giờ mình có thể tăng tốc được các thứ, nhưng mà khổ cái là ở phía sau thì có một anh bạn quay phim. Đấy, cho nên là chúng ta chỉ có chạy thôi. Ok, test xe hai thì mà dùng mũ xe đạp, có gì chúng ta dùng đấy thôi, bởi vì chúng ta chỉ có chạy thử một đoạn thôi, còn nếu như mà ở đường phố mà chạy như vậy thì nó sẽ rất là mất lịch sự.
có cái đoạn đường nào ngon ngon để anh em test thì rất là tuyệt vời. Bản chất chiếc xe 2 thì này thì cảm nhận của mình nó rất là mê và muốn mua được cũng khá khó. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Yamaha chúng ta để đón xem những video clip mới. Còn đây chính là chiếc xe 2 thì Yamaha 125 ZR huyền thoại. Nước khác có, nước ta chỉ có biết một câu là nước nuốt nước bọt, bởi vì nhập về khó quá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.